2K7 không muốn đi học đại học. Nhưng mà em muốn đi nước nào? Khẳng định phát một vậy. Chắc cú chưa? Em xin cái chân luôn. Đối với đi Đức thì em còn một năm để quyết định, đúng không? Bây giờ quay ngược lại một chút xíu đi. Thì em tìm hiểu về nước Đức bao lâu rồi? Mới là bao lâu? Mấy tháng mà sao khẳng định nhanh thế? Nhưng mà nước Đức có gì thu hút em? Nhưng mà tại sao em lại chọn nước ngoài thay vì Việt Nam? Tại vì Việt Nam em nghĩ là ở chỗ em nhiều người là học ra xong thì không có con đường mà đi xin việc nhiều. Với lại là công việc ở đây cũng không tốt mà Đức không tốt. Sao biết không tốt? Em đi Đức chưa mà em nói là không tốt hả? Em tìm hiểu. Tìm hiểu trên mạng á, nhiều khi họ chỉ đưa ra những cái mà họ muốn cho em thấy thôi. Hiểu chưa? Đấy, chứ không biết là mặt trái phía sau đó. Ví dụ như ngành nghề của em là ngành nghề gì em muốn chọn, đi Đức thì không có ngành đó à, cũng không có ngành đó luôn. Có làm bên nhà hàng khách sạn thì có, nhưng quản lý thì không có đâu. À, tức là quản lý thì em thấy như thế nào, rồi có kinh nghiệm, rồi có trình độ, rồi ABC, rồi tất cả mọi thứ thì người ta mới cho em cái cơ hội để lên cấp quản lý. Em sinh năm bao nhiêu? À xin lỗi, em cao mét bao nhiêu? Nhầm. Mét 50. Thì cũng hơi thiệt thòi ha. Đấy. Tiếng Anh của em sao? Không giỏi lắm luôn. Cái điểm học tập ở trường là bao nhiêu chấm? 7 chấm khá luôn. Bạn này ấy, thì nó có hai hướng chị. Hướng thứ nhất là bạn sẽ lo học tiếng Anh trước. Bởi vì nếu mà em chọn cái ngành bên dịch vụ ấy, hoặc là nhà hàng khách sạn ấy, thì cái đối tượng phục vụ của em ấy, nó sẽ rất là hẹp nếu mà em chỉ biết tiếng Đức thôi. Còn ví dụ như khách du lịch người nước ngoài là họ là dùng tiếng Anh rất là phổ biến. Em thích du lịch không? Đi đây đi đó ha, thì lúc đó là dùng tiếng Anh chứ không phải dùng tiếng Đức nữa. Thì mình phải tính toán cân nhắc làm sao chuẩn bị tốt nhất. Thì cái lời khuyên của thầy ấy, là trong năm nay em nên tập trung vào tiếng Anh. Em vẫn còn đâu đó gần một năm vì tiếng Anh nó rất là cần khi mà em làm bên cái mảng dịch vụ, hoặc là ví dụ như cũng cái ngành của em đi, bên nhà hàng khách sạn hay là bên bán hàng gì đấy. Trong cái chương trình học á, nó cũng có những cái chuyến đi chẳng hạn như là đi giống như đi đi kiến tập ấy, mà những cái đó là đi nước khác. Thì các bạn bên thầy là đi đi Ý. Đi Ý thì những bạn mà có tiếng Anh á, thì mới dám đăng ký đi. Đấy, còn lại mà đi tiếng Đức không á, nó lại không dám đăng ký đi, vì qua nói tiếng Đức Ý nó có hiểu đâu, rồi nói tiếng Anh thì Ý nó hiểu. Thì em mới thấy chưa, nếu mà em lựa chọn cái nhóm ngành như vậy thì nếu mà em muốn cái cơ hội nghề nghiệp của em hoặc là cái cơ hội phát triển bản thân của em nó nhiều hơn thì em rất cần tiếng Anh luôn. Còn tiếng Đức là nó cho em cái giấy thông hành, rồi qua đó học tập và làm việc. Tất nhiên nó sẽ là cái ngôn ngữ chính của em, nhưng mà nếu mà em có thêm tiếng Anh thì em sẽ rất là lợi thế so với các bạn khác. Ví dụ như năm nay em là 2K6 thì nó sẽ là một kiểu khác, vì lúc đó có thể là hơi trễ rồi, em có thể tập trung học tiếng Đức luôn. Nhưng bản thân em bây giờ vẫn còn tới một năm nữa. Thì thử cân đối xem. Chị là ở đâu Ninh Bình? Em ở đây là Ninh Bình, tại đây là thành em Hạ. ở Sầm Sơn. À Sầm Sơn luôn à? À Sầm Sơn. Sầm Sơn có trung tâm tiếng Anh không? À, kiếm trung tâm IELTS nào mà học. Học IELTS nha, đừng có học cái khác, vì nó sẽ phát triển ngôn ngữ đầy đủ. Nghe nói đọc viết. Đấy, rồi ví dụ như tầm này sang năm mà em được khoảng 5 chấm là cũng được. 5 chấm cũng tương đối. Ở đây biển nhiều, thấy khách du lịch nhiều mà ở đây làm thiếu gì việc.
không thích à? Biến biến ở mình thì khách du lịch đông mà đấy, đông. Còn không thì kiểu như đi nước ngoài thời gian sau đó rồi chục mười năm sau về, mười mấy năm sau về Việt Kiều ha, đấy, về là thâu mua các khách sạn nhà hàng đấy. Đó cũng là một cái mà bên bên nước ngoài thì thuế cao, nên là nhiều khi cứ về Việt Nam mình đầu tư thì nó đỡ hơn. Việt Nam mình thuế thiết rồi nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhân công thuê cũng rẻ hơn. Nên là nhiều khi tại sao là thấy các bác các cô gì Việt Kiều á là về nước đầu tư tận dụng được cái thuế thấp hơn và cái nhân công nó cũng nhẹ nhàng hơn, trong khi doanh thu thì cũng không khác biệt quá lớn, thì tội gì cũng về đây làm đúng không? Thì có thể là tương lai em đi rồi đâu đó sau này về Việt Nam quay lại quê hương có thể đóng góp được cái gì đó ha. Thì đó là cái kế hoạch của thầy đối với em, thầy nghĩ là nó rất là cần thiết nếu mà em thực sự mong muốn đi bên mảng dịch vụ. Và bản thân em thì bởi vì cũng một phần là do cái ngoại hình của em hơi nhỏ hơn so với các bạn, nên em đi bên dịch vụ á, bên dùng kỹ năng ăn nói á, thì nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ phù hợp hơn. Chứ còn em đi bên cái dùng có thể dùng tới cái sức khỏe thể chất nữa thì có lẽ là em sẽ không có phù hợp và khó cạnh tranh. Vì bản chất của đi Đức ở đây là em phải phỏng vấn với doanh nghiệp Đức, chứ không phải là em muốn là được đâu. Đấy, nó không dễ ăn đâu. Ồ, hình như có gì sai sai ta, hình như anh đặt phim mà đúng không? Mà anh nói trước thì anh ấy pha sẵn cho anh luôn. Pha phim sẵn luôn hả? Vâng, pha phim rồi nhưng mà pha sẵn. Em có câu hỏi cho thầy không? Thực ra thì nó cũng không nếu mà em đi các nước khác như là các nước nói tiếng Anh thì chi phí nó lớn. Còn Đức thì hơn 200 triệu thôi. Ví dụ như bên thầy thấp nhất là 219 triệu. Còn muốn nhiều hỗ trợ hơn thì nó cao hơn một tí, thêm mấy thêm 20 nữa, kiểu vậy. Cái này do em chọn thôi chứ còn không ai ép em cả. Còn cái quá trình tài chính thì nó cũng chia lần nhiều lần đóng. Cái đó mình phải tự túc, nó có lý do của nó, bởi vì là có đứa thì nó ở túc xá, có đứa thì không, đứa ăn nhiều đứa ăn ít, bây giờ làm sao mà bao cho được. Và đứa thích ăn mặn, đứa thích ăn ngọt, nên là cứ tự xử đi cho chắc. Qua Đức cũng vậy thôi. Đấy, qua Đức thì ví dụ như thầy thuê cho em chỗ ở sẵn rồi thì nó có thể có tình huống là em sẽ được ở miễn phí cũng có, tùy cái đơn. Còn không thì mình có lương mình trả, ăn uống cũng tự túc. Nhưng mà ăn uống bên Đức thì rẻ. Rẻ là ở đây là một tháng em ăn khoảng sức của các bạn nữ thì chắc tầm trăm mấy euro là cũng ăn cũng 3 triệu mấy là ăn hoành tráng rồi. Bên đó đồ ăn rẻ lắm, thịt thiết. Chỉ có gạo đắt, mấy cái đồ của Việt Nam mình thì đắt. Hoặc là mua mì tôm thì nó mắc hơn, ở đây mua 6-7 nghìn thì qua đó mua 20 nghìn, kiểu vậy. Nhưng mà em, trong gia đình mình có ai đi nước ngoài chưa chị? Có chị nhà bác rồi, à, cũng đi Đức rồi. À cũng đi Đức chị rồi. Chị đã nhập cư bên Đức rồi. Là... À đi lâu rồi hả? Chuyến... Kiếm ba mẹ con kiếm bên đó ở Thì có nghe chắc nghe kể cuộc sống bên Đức rồi đúng không? Thấy thấy chưa? Thực ra bên đó thì được cái là nó tập trung vào cái chất lượng cuộc sống. Ta cũng không có kiểu bon chen này. Người ta em làm gì cũng chả quan trọng. Quan trọng là em sống hạnh phúc, em thấy ok với cuộc sống của em là được. Họ cũng chả quan tâm là em lương em bao nhiêu, em làm công việc gì thì họ cho vui vậy thôi. Chứ còn lại họ rất là chú trọng tới gia đình. Bên đó siêu thị chủ nhật nó nghỉ mà, xe buýt nó cũng nghỉ. Có những cái nơi là đã có mấy cái app á, là ví dụ như chủ nhật xe buýt nó nghỉ
là mình lên cái app đó mình đặt đi taxi miễn phí luôn kìa. À, nó hay rồi đó. Nhiều khi thầy không nghĩ ra được như vậy. Bởi vì cái đó phải có trải nghiệm thì mới biết được. Ồ, thế sao tốt thế. Trong khi Việt Nam mình thứ bảy Nhật tấp đập. Còn bận hơn. Bận hơn rồi. Bên đó 5-6 giờ chiều là vắng rồi. Về nhà gia đình kiểu kiểu vậy. Nhưng mà 9 giờ đêm nó mới tối. 9 giờ nó mới tối, đúng rồi. Nó cũng tùy mùa nhưng mà thường là vậy. Nên là nhiều khi người ta làm, bắt đầu làm nó trễ hơn mình. Ở Việt Nam mình nhiều khi 7 giờ, 7 rưỡi là bắt đầu, nhưng bên đó thì 9 giờ. 9 giờ thì 6 giờ về. Nhưng bố mẹ thầy qua đó cũng 9 giờ rưỡi mới ăn tối mà. Vì 9 giờ nó còn sáng trưng rồi. Thì phải chờ nó tối tối xíu mới ăn. À mà chị là mấy cháu hả? Không, chị này. Đang em hai dạ. À bạn này là thứ mấy? Đây là đầu. À. Một thằng thì đang học lớp 5, bắt đầu lên lớp 5. Nhưng mà chị có niềm tin với bạn không? Có. Bạn này siêng lắm. Siêng à? Học học hành là tự học giác không? Được, tự giác. Ừ. Tự giác hết, từ nhỏ đến lớn là tự giác hết. Không ai phải kèm cặp, không phải nhắc nhở. Em mong muốn là một tháng em kiếm bao nhiêu tiền? Hả? 50 ở đâu? Bên Đức không có việc. Bên Đức ít phải 70-80. Trong thời gian học thì em lương em tầm 30 thôi. Bởi vì em còn phải đi học nữa. Thì 30 đó cũng đủ trang trải cái chi phí ăn ở của em rồi. Còn ra trường thì sẽ là tầm đâu đó 70-80. Còn 50 là em đang tư duy kiểu Việt Nam. Thực ra 50 của Việt Nam thì cũng phải lên cấp quản lý rồi. Hoặc là cũng sale cũng phải giỏi rồi thì mới được cái tầm đấy. Ở ví dụ như ở Sầm Sơn mình thì tầm bao nhiêu tiền là sống được? Một tháng? Chục triệu. Chục triệu. Thế 50 triệu là dư nhiều hả? Thì tinh thần là vậy ha. Em có hướng đi Đức là nên đầu tư như vậy. Chứ còn bây giờ em học tiếng Đức luôn thì cũng được, nhưng mà em sẽ bị hạn chế rất là nhiều khi mà em chọn cái ngành dịch vụ. Còn sang năm em học tiếng Đức cũng có sao đâu. Vì thực ra bạn này mới có 17-18 mà chị, có cái gì đâu. Em vô em học thì em sẽ thấy những người mà trên em nhiều tuổi cũng có, ba mấy tuổi cũng có. Bởi vì họ vẫn học được. Thì không có lý do gì em không học được cả. Tất nhiên thì nó cũng sẽ có lúc nó khó là cái chuyện bình thường, hiển nhiên. Nhưng mà cái gì cũng vậy, khó nó mới tới lượt mình, dễ thiên hạ người ta lấy hết rồi. Nên là xác định tinh thần. Còn học tiếng Anh IELTS thì có thể là ở đây có trung tâm nào IELTS thì học, chứ đừng học tiếng Anh chung chung. Và đặt mục tiêu là 5 chấm. Ví dụ như tháng 6 sang năm là em phải thi để em tập trung thi tốt nghiệp nữa. Còn bên thầy là ở xa thì thầy chỉ hỗ trợ online thôi. Bên thầy có trung tâm IELTS riêng, trung tâm tiếng Đức riêng, trung tâm du học. Là bên thầy là nghĩa là học online tiếng Đức. Không, em đang định hướng cho cháu là học tiếng Anh trước. Còn tiếng Đức online thì em nghĩ là chưa cần thiết đối với cháu. Chỉ học online tiếng Đức khi mà em đã có tiếng Anh rồi. Lúc đó thì bắt đầu là mình xong tiếng Anh rồi, bắt đầu mình có nền rồi, mình tự học được rồi. Còn lúc đó mình sẽ tập trung vào mình học tiếng Đức trước. Ví dụ như mình học A1 trước được, rồi xong nó vô sang năm thi tốt nghiệp xong mình vô mình học A2, B1 rồi thi. Đấy. Với các bạn mà khi mà học tiếng Anh xong rồi, học IELTS xong rồi thì các bạn có một cái phương pháp nhất định nhé. Nếu mà học ngôn ngữ thì nó sẽ dễ hơn, nó có nền hơn đấy. Đó, thì tinh thần vậy ha. Chị có câu hỏi gì không? Thì bạn đâu, bạn đã hết rồi. Bạn này chủ động mà, biết hết rồi. Bạn quyết định đi thì để hết cho bạn. Như đây là mẹ biết thầy hay là em biết thầy? Em là qua bác, qua chị Nhung á. Chị Nhung bên giáo viên ở trên Liên Cát á. Định
đi hôm qua nhưng cháu bệnh, cháu đi làm thêm ở ngoài đây, làm hè á. Làm bên nhà hàng à? Nhà hàng. Làm có ai bị, có bị chửi, khách chửi bây giờ chưa? Chứ là đi đâu cũng ai cũng quyết. Okay. Ai cũng quyết. Như làm nhà hàng khách sạn mà đến khi mà nước người ta hết nước một mạch thấy vẫn cười ra nó bây giờ là đẳng cấp phải không? À. Còn đây anh thua đủ rồi. Nó có biển, nó có ba màu này.